Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay em tiếp tục em nên cho các bác thêm một cặp loa nhé. Một cặp loa rất là VIP của Đền Đông, phục vụ những bác nào mà thích những cái dòng loa cao cấp này, dòng loa bookshelf của Đền Đông. Đấy, con này là con SCE727R, dòng hai quay 3 speaker. Đấy. Loa gỗ thịt nhá, là gỗ thịt này. Xung quanh nó là các cái gỗ thịt, và ở bên trong nó đây là dòng loa mà nó có hai kiểu dạng hai lớp vách, một lớp vách ở bên ngoài là vách gỗ thịt, ở bên trong nó sẽ có một cái lớp vách bằng gỗ gỗ MDF tập cao cấp nữa để là tiêu âm nữa. Đấy. Nên là những con loa này mà các bác mà về để nghe nhạc thì rất là xịn luôn. Loa về hình thức còn đẹp nhá. Đấy, hình thức còn đẹp luôn. Còn tất nhiên đây nó là hàng đã qua sử dụng thì cái việc nó có thể có một vài vết này vết kia một xíu xiu thì nó không tránh được. Đấy. Đặc biệt là những cái dòng loa nơi gỗ thịt mà lại sơn, nó lại sơn phủ BU như này. Đấy nhá. Đấy, bác nào mà muốn đẹp như mới thì chỉ có một cách là đi phủ BU lại thôi. Còn đấy, nhà em thì em không không có các cái thao tác đó nhá. Đấy, có sao nhà em bán vậy luôn. Đấy, con này thì cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Đấy. Các anh thấy không ạ? SCE727R nhé. Dòng loa này nó có thể đánh cả là BY được, tức là nó sẽ có hai cầu riêng này. Cầu trên là cầu HF và cầu dưới là cầu NF. Cầu NF là cầu Now Frequency và cầu HF là cầu High Frequency. Đấy, thì cầu Now sẽ là cầu chỉ chuyên đưa tiếng vào cái no bass, và cầu NF mà là cầu High Frequency là cầu HF để chuyên đưa giải tiếng vào cái cầu loa tiếng tép. Đấy. Thì bình thường ra nó sẽ có một hai cái đồng như này, nó liên kết với nhau, nó ninh với nhau để là mình chỉ cần cắm dây loa vào một trong hai cái cặp cọc này thì là mình sẽ có thể là phát nhạc từ âm đi đưa vào đây và nghe nhạc ra cả hai loa luôn. Đấy. Thì đấy là cách nghe thông thường. Thì còn một cách nghe khác là cách nghe cho các cái dòng âm đi mà đánh BY, có nghĩa là nó sẽ chia cầu bass riêng và cầu tép riêng, thì các anh sẽ bỏ hai cái cầu đồng này đi. Lúc này thì cái cầu riêng cho bát thì mình sẽ đưa xuống loa bát, cầu riêng cho tép mình sẽ đưa xuống loa tép, và lúc này mình đánh âm đi BY được, nghe tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy, một cái thiết kế rất là hay của cái dòng Đến Đông SCE727R này nhá. Đấy. Loa thì có công suất mắc là 100W. Chỉ có 6 ohm nhá, còn có cả công suất 200W ở đây, nhưng mà cái công suất này công suất PEAK, là công suất mắc tối đa của nó chịu đựng được. Thì em sẽ không bàn đến nhé, chủ yếu là bàn cái công suất maximum là 100W e ra gì vậy thôi. Đấy. Đấy, loa còn rất là ok đẹp. Đấy, dòng này thì tiếng bass của anh cực kỳ là phê rồi. Đấy, sâu ấm, cái tép rất là mịn và sáng. Đây, cái căng của loa đây nhé. Còn chiếc nữa đây. Chiếc nữa đây nhé. Đấy, kích thước của loa như sau này. Đấy, cái cặp mà loa E727R này thì mình ghép được với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau nhé. Rất nhiều các dòng âm ly size 7 mình có thể ghép vào đây, hoặc là size 43. Con này chiều ngang là 19.5, sâu là đi 30 cm, cao là đi 32.5 cm. Đường kính loa bass đo hết viền bên ngoài của nó là đi 14 cm nhé. Con này sẽ là hai bát, một bát bên ngoài và một bát nằm bên trong của đã bát gầm, một cái bát hầm ở bên trong nữa. Thì em đã có những clip em tháo hẳn ra cho các bác xem một cái bát hầm bên trong của nó rồi, đúng không ạ? Hai bát đối xứng nhau, một bát ở trước và một bát ở đằng sau này, nằm ở trong đây gọi là bát hầm. Đấy, nó bát hầm nhá. Đấy. Muốn xem được cái bát này thì mình phải tháo cả mấy cái này ra cơ. Thôi để em tháo ra em cho các bác xem luôn nhé. Đây các bác nhá, đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ui dồi, cái lớp bộ rất là dày nhá. Đấy, cái bộ rất là dày luôn. Đấy. Cái thùng vách các bác nhìn này. Đấy. Hai lớp, các bác thấy nhìn hai lớp không ạ? Một lớp gỗ, đây là gỗ thịt ở bên ngoài này. Cái vách gỗ thịt này, ở bên trong còn là cái vách MDF như em đã nói này, các bác thấy không? Đấy nhá, làm loa cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Để một cái bát đỡ bên trong này. Bát đỡ bên trong nhá. Đấy, cái bát đỡ bên trong đây. Thì dây được đưa vào đây, nó đưa vào trong. Đấy, một cái dây đưa lên tép này.
Đấy, phần tần các thứ nhìn nó đã mắt cực luôn này. Đấy, các bác thấy phần tần này tụ to chưa, cuộn cảm to chưa. Đấy, loa loa đắt tiền nó hơn cái dòng loa gọi là loa bình dân ở những cái chỗ này. Từ các con linh kiện của phân tần nó cũng nhìn nó cũng khác. Đấy. BY các bác thấy là hai cầu riêng này, này cầu này đưa ra tép riêng này, đưa ra bát riêng này đấy. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy nhá. Đấy. Đấy, con tép của nó cũng to, các bác thấy không? Rất là to nhá. Đấy. Dán thêm cả các cái chống kiểu như dạng lịch từ gì gì ở đây nữa này, rất là khủng nhé. Đấy. Đấy thì là đây vách viết này, vách hai lớp này các bác thấy không, một lớp gỗ thịt này, ở trong này sẽ còn thêm một cái lớp gỗ ấy nữa, mỏng nữa nhá, thêm một cái gỗ mờ đép là mỏng mỏng ở bên trong nữa. Đấy. Cái lớp vách này, lớp vách ở bên trong này nó sẽ là có tác dụng của nó là nó sẽ tăng hậu trợ cộng hưởng nhá. Đấy. À không, cái này là gỗ đúng rồi, đây này, có những cái này để tăng hưởng cộng hưởng này. Đấy. Cũng có nhá. Đây gỗ thịt 100% luôn này, có thấy không? Gỗ thịt ở dưới này. Đấy. Cực khủng luôn. Đấy. Đấy nhá. Thì đấy là về cái nội thất của con 727R khi mà nhìn ở bên trong nhá. Ok nhá. Thì đấy là về con loa SCE727R. Đấy, dòng rất là VIP của Đền Đông. Đấy, dòng loa Buxell của Đền Đông với một bát trong một bát ngoài nhé. Một bát nội thiên và một bát gọi là bát hầm. Đấy, bát hầm. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái con SCE727R này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 đặt hàng giúp em nhé. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.